vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Xin chào mọi người đã đến với kênh Lượm Lặt Cuộc Sống. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái quạt tản nhiệt, hơi nước cho điện thoại, giá chỉ 160.000.
Thank you.
video của mình đến đây cũng hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại lần sau.